Hello cả nhà, chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh YouTube Liên Cần Thơ của em nha mọi người ơi. Bữa nay có cái này hay. Có cái này hay review cho mấy chị xem. Tên đen đối với chị là gì? Có chị nào đoán được không? Đây là cái dòng peel da khoa học. Bình thường mấy chị hay peel da mấy cái hàng gia công, mấy cái thuốc rượu rồi đó cả nhà, không có rõ nguồn gốc. Thì hôm nay đây là cái dòng peel da khoa học của bác sĩ dược dược mỹ phẩm khuyên dùng ha. Cái này là bên skincare khoa học đó mấy chị, nói chung là bên skincare khoa học đó. Thì này em thấy sản phẩm này mới ra, nghe nói skincare khoa học an toàn rồi này kia cả nhà, thì em cũng sẽ mua về cho trải nghiệm thử cho mấy chị xem. Đây là Gentinol 0.5% dạng gel ha. Rồi bây giờ test này là 20 g, nhưng mà cái này là theo như là cái người ta hướng dẫn em Liên sử dụng á cả nhà. Thì trước khi mấy chị sử dụng cái peel này thì mấy chị phải có một cái sản phẩm dịu nhẹ cấp ẩm lót bên dưới, sau đó mấy chị mới sử dụng cái peel này lên trên. Da em bữa nay cũng căng bóng quá trời rồi nè mấy chị, do em xức cái này nè. Đó, đây là cái test này, là test phục hồi của Pháp dịu nhẹ nè. Thì trước tiên là nếu chị nào mà bị nám thì sau khi mình peel xong thì mình sẽ sử dụng kem nám, còn chị nào bị mụn sau khi mình peel xong thì mình sử dụng kem dưỡng trắng với lại kem cấp ẩm là ok. Cái peel này công dụng của nó, thứ nhất là điều trị sạm nám tàn nhang, điều màu da, thứ hai là bị mụn. Chị nào mà bị mụn nhiều nó sẽ trồi hết nhân mụn, sau khi peel nó sẽ đẩy hết nhân mụn lên, và khi nó đẩy hết nhân mụn thì mấy chị phải đi spa lặn lấy mụn ra nha mọi người nha. Đó là cái công dụng của cái dạng peel này. Cái này nhớ là chị em không phải thuốc rượu, không phải hàng gia công, không phải hàng công ty. Nó là một cái dòng peel dược mỹ phẩm bác sĩ da liễu khuyên dùng nha. Cái này là bên skincare khoa học, nói chung là bên skincare khoa học đó mấy chị. Sau khi em tìm hiểu thì em cũng mua về trải nghiệm thử, nhưng mà người ta hướng dẫn cho em đi là mình phải có một cái dòng serum AHA, BHA hoặc là một cái dòng serum B5 dịu nhẹ lót bên dưới, và một cái dòng kem cấp ẩm làm cho da mình nó dịu nhẹ. Sau khi peel xong thì cái da nó sẽ bị khô, và mấy chị phải có một cái sản phẩm cấp ẩm để mình sử dụng cho cái da của mình nó không có bị khô. Và đúng như là hai cái sản phẩm em Liên đang có đang rất là hot hot đó mọi người. Đó, xài cái da căng bóng mình nè mấy chị, đã lắm luôn. Hôm nay da căng bóng rồi, chưa có xuất cái gì trên mặt hết trơn nghe mấy chị nha. Nè, đó, chưa có xuất cái gì dưới da trên mặt hết trơn nè cả nhà mình. Rồi bây giờ hôm nay trước khi em Liên muốn bán một cái sản phẩm nào hoặc muốn giới thiệu cho mấy chị một cái sản phẩm nào thì em cũng phải trải nghiệm trước thử đó, rồi sau đó em xem cái công dụng của nó, cách dùng của nó, xem có nó có hiệu quả hay là không thì em mới chia sẻ cho mấy chị. Bây giờ trước tiên là sẽ trải nghiệm trước, nhưng mà thường cái này nó mạnh nha, nó mạnh lắm. Thì sức xong mình nó sẽ bưu đó, rồi 4 5 ngày sau, sau khi mình nó bong rồi mấy chị mới được sức một lần thứ hai, một tuần có thể sử dụng được 2 lần. Giờ bây giờ nghe nói thôi, không biết công dụng nó như thế nào, và em sẽ trải nghiệm thử trước rồi em Liên sẽ cho mấy chị cái biết cái cách sử dụng và cái công dụng nó có đúng như là cái sản phẩm người ta nói không. Đây bây giờ sẽ bóc bóc ra ha mọi người ha. Cái tép của nó như thế này, 20 gram đó, chưa có khui luôn. Đây cho mấy chị xem nè, chưa có khui gì trơn này mấy chị ha. Đó thì khi mấy chị khui trong cái nắp nó có cái đầu nhọn nhọn này mình gắm lại, nhưng mà trước khi gắm cái đó em phải xức một cái lớp kem cấp ẩm bên dưới trước ha. Rồi giải quyết trước cái vụ peel đi, rồi sau peel em sẽ hướng dẫn cho cả nhà cách sử dụng kem dịu nhẹ hoặc là kem trị nám hoặc là kem trị mụn hoặc là kem dưỡng trắng sau ha. Trước tiên là em đi sẽ xức cái này trước nè. Đó bây giờ mình sẽ thoa, không biết đúng cách không nè, theo như chỉ dẫn thì làm trải nghiệm thử coi nó có bong không, nó có bong không nghe cả nhà nha. Rồi bây giờ em sẽ xức trước nè. Ủa cái serum này mấy chị, serum chính hãng nha, rất là đậm đặc nguyên chất nè mấy chị, đã lắm, xài im lắm mấy chị ha. Đó nên chị em nhà mình mua hàng lên lựa chọn nên uy tín mà mấy chị mua, chứ đừng có mua mấy cái hàng trôi nổi ham rẻ có 20-30 ngàn mấy chị mua về ngay hàng giả rồi bỏ không xài được cũng như không. Mấy chị thấy em xài da em căng bóng rồi nè, da căng bóng dữ dằn luôn. Em thì bị tàn nhang hai bên đây mấy chị thấy nè, nè tàn nhang nè, thấy không, tàn nhang hai chỗ này nha, tàn nhang tàn nhang hai chỗ đó đó mấy chị. Rồi giờ em sẽ peel thử coi nó hết tàn nhang không mọi người, sẽ peel peel coi nó hết tàn nhang không nha mấy bạn, và không biết peel được bao nhiêu lần nữa để peel cho nó bong lên đi rồi hả hỏi tiếp, chứ bây giờ mình hỏi tùm lum á không có biết đường trả lời. Khi mà mấy chị chưa mua sản phẩm hoặc là mấy chị chưa trải nghiệm, mấy chị hỏi người ta tư vấn xong mấy chị quên hết trơn à. Cho nên bây giờ mình xức trước đi, mình trải nghiệm cái đi, rồi chừng nào nó bong đi rồi tiếp tục mình sẽ hỏi tiếp nha, chứ bây giờ hỏi nữa không nhớ cô không có biết đường đâu. Em là từ bước em có hỏi
xong rồi em cũng quên. Em cũng quên nên bây giờ là em sẽ làm trước, rồi thứ tiếp theo là em sẽ xức cái kem phục hồi của Pháp. Cái này nó cấp ẩm phục hồi năng cơ. Có nhiều chị nói sao mua chỗ khác chứ không phải mua của em. Có chiều chị hỏi em là em thấy chị bán cái tép này mà em cũng có cái tép này rồi, bây giờ em xài cái sản phẩm nào cho nó trắng, sao em xức cái này nó không trắng. Cái này nó đâu phải là kem dưỡng trắng da đâu cả nhà. Cái này là một cái dòng kem cấp ẩm phục hồi cho da mỏng yếu, mà chị phải hiểu công dụng của nó là cái gì nha mọi người nha. Và sau khi em Liên tư vấn thì mới chị mua thêm cái tép kem dưỡng trắng. Cái này á, là mới chỉ lót ở dưới, nó vừa là một cái lớp kem nền và nó vừa là cái dạng kem cấp ẩm, giống như da mấy chị bị khô nè, da mấy chị bị nứt nẻ nè, đó, da mấy chị bị rán luôn ha, khô nứt nẻ rán, da nổi chỉ đỏ, nổi màu mạch, mấy chị xức cái này để làm chi? Nó nuôi da, nó phục hồi cái da mỏng đỏ. Cái thứ hai là nó làm cho da của mình không có bị khô, nó cấp ẩm cho da và nó năng cơ, nó giúp cho cái da mình nó không có nhăn, chống nhăn rồi đó mọi người, năng cơ trẻ quá. Và khi mấy chị lót cái này, sau đó mấy chị xức kem dưỡng trắng lên thì da mình mới trắng được. Chứ thằng này nó không có công dụng dưỡng trắng, nó là công dụng cấp ẩm phục hồi cho da mỏng đỏ, hoặc là da bị rán, hoặc là mấy cái da mà giống như da khô, hoặc là giống như là cái chân của mình mà bị nứt gót chân rồi đó, mấy chị xức nó sẽ làm cho cái da chân của mình nó mềm lại, nó hạn chế bị nứt gót chân nữa. Đó, nó là một cái dòng cấp ẩm phục hồi da, giúp cho da dịu nhẹ, căng bóng, cấp ẩm ngậm nước. Mấy chị hiểu không? Chứ nó không phải là một cái dòng sản phẩm dưỡng trắng đó. Mấy chị phải hiểu công dụng, mấy bà nghe tao quảng cáo cái mấy bà mua mà mấy bà không biết công dụng là gì. Rồi bây giờ bắt đầu em sẽ lót cái này. Đây là cái dòng kem cấp ẩm dịu nhẹ, cho nên em xức ở dưới, lót một cái lớp ở dưới, sau đó em mới xức cái kem peel lên. Tại người ta nói cái peel này nó mạnh lắm, cho nên bắt buộc mấy chị phải có một cái lớp kem dịu nhẹ ha. Kem này hoặc là kem B5, cái nào cũng được hết nha. Cái này hoặc là kem B5, cái nào cũng được hết. B5 nó cũng là một cái dòng kem dưỡng cấp ẩm đó, nhưng mà em thích xài cái này hơn, em thích xài cái phục hồi của Pháp hơn cả nhà. Tại vì sao? Xức cái này nó căng bóng cái da đã lắm mọi người ơi, nó nuôi cái da mềm này mấy chị thấy không đó. Mấy chị chạy nhìn cái tay coi nó có căng bóng đâu, cái tay nó đâu có căng bóng đâu cả nhà, thấy không? Da tay mình nè bình thường đúng không cả nhà đó, nhưng mà khi mấy chị xức lên một cái nè ha, wow, cái da nó căng bóng đã cực kỳ, mềm mướt da nè, thấy không? Đã chưa cả nhà? Xuất sắc lắm, em mê cái này lắm cả nhà. Lúc trước em mới xài em thấy nó không có hiệu quả gì trơn, cái kiểu như mình xức 1-2 ngày cái mình lướt mình bỏ qua đó, mình lướt mình bỏ qua tại mình thấy nó không trắng cái mình bỏ qua. Nhưng nó hỗ trợ cho mấy chị cái da nó rất là đẹp luôn. Khi mấy chị xức một cái nền kem dưỡng trắng, mấy chị xức ở dưới, nó hỗ trợ da căng bóng đẹp cực kỳ. Rồi bắt đầu em xài đâu, từ từ cái em mới cảm thấy thằng này nó im nó hiệu quả. Chứ mới xức mấy lần đầu thấy nó bình thường, nó không có gì hết. Mấy chị xức cho em từ từ đi, mấy chị thấy nó thay đổi cái làn da của mình, căng bóng đã lắm. Đã lắm mấy chị. Mê lắm. Mê cái em này lắm. Em đi mê cái em này ghê luôn á. Giờ em đi đâu em cũng lót lớp này bên dưới nè, sau đó em mới xức kem dưỡng, xức kem có độ make up rồi mình đi chợ đi chơi rồi đó, hay em lót này dưới nha. Sau đó em xức mấy chị thấy đi ra đường cái da nè, nó bóng hớn, ai cũng nhịn cho nó sao ổn da nhỏ này đã quá trời, ai cũng hỏi trơn cả nhà. Em đi đâu ai cũng hỏi sao trời sao mày 39-40 tuổi mà sao cái da mày đã vậy, không có một cái nếp nhăn nào hết trơn, nó căng nè. Mà chứ này em peel nó còn dữ nữa, sau khi peel xong nó còn đã nữa nha. Chưa biết sản phẩm sao nhưng mà nghĩ trước nhưng mà nghĩ là nó như vậy đó mấy chị. Đó, bây giờ mình sẽ đâm cái này vô ha. Em sẽ đâm cái này vô nha. Đó, khui. Đó, bóc tem. Bóc tem ngay cả nhà. Rồi, đây nè. Để em xem thử coi nó có hôi gì không. Nó không có hôi gì hết trơn á mấy chị. Nó bình thường à. Cái chất của nó nè. Cái chất của nó ngà ngà. Cái chất của nó không có hôi gì hết trơn nha cả nhà ha. Cái chất của nó mà nó trắng mà nó hơi vàng vàng, giống như là cái kem retinol gì đó, nó giống như là cái retinol gì đó mấy chị. Cái này nó cũng giống như là retinol, nồng độ nó mạnh cho nên có thể nó sẽ gây bong, nó sẽ bong tróc da đó mọi người. Nó biêu nó sẽ bong tróc da đó mấy chị ha. Rồi bây giờ là trước tiên xức bao nhiêu đây chú, đi đẩy nắp lại đó. Cái này nó cũng rẻ chứ nó không có mắc đâu cả nhà, có 150 cành, có 150 cành một tép thôi. Không có mắc giống như những cái sản phẩm mà mấy chị mua nguyên bộ hàng gia công mà 800-900 ngàn, 700-800 ngàn một bộ đâu. Không có mấy chị ha. Cái bill này em thấy giá nó cũng vừa túi tiền, kinh khe mà nó cũng vừa túi tiền cho mấy chị sử dụng. Có nhiều khi em thấy có nhiều chị bán kem gia công á, hàng gia công á, mà bán một bộ là 700-800 cành, đúng chưa? Nó giá nó cũng cao chứ không đâu rẻ đâu mọi người. Cho nên là nếu mà cái sản phẩm này ok thì mấy chị cứ nên bill cho mấy cái da nám sạm ha, da nám sạm, da tàn nhang rồi đó, rồi mụn rồi đó cả nhà mình ha. Rồi bây giờ trước tiên là em phải xài thử.
Đây nè mấy chị, sau khi em xức một cái lớp cho nó đều, cái nó gáo, nó hơi gáo nhẹ nha. Bắt đầu em xức tiếp một lớp nữa, em sợ nó không bong, cho nên em xức một lớp nữa cho nó chắc ăn nha mấy bà. Xức thêm lớp thứ hai nữa nè, cho nó gút, nó đều cái da. Tại mình mới xức cái lớp đầu nó chưa có thẩm thấu, nó chưa có đủ nè, nên là xức thêm lớp nữa. Mấy chị xức cho nó nhiều đi cho nó chắc ăn. Xức một lớp cho nó ráo, nó rút vô cái đi ha. Rồi bắt đầu mình xức tiếp một lớp nữa nè. Em xức tiếp một lớp nữa nè mấy chị, cho nó thẩm thấu vô trong da, cho nó chắc ăn mấy chị ơi. Nhiều khi em sợ nó không có build được á, sợ khi nó không build được nè, nó không đủ cái lượng để mà nó build á mọi người, không có đủ cái lượng kem để mà nó build, nên là em sẽ xức thêm một lớp nữa cho nó. Mấy chị xức tầm 3 giây nó rút vô hết trơn nè, 3 giây nó rút vô, nhưng mà nó căng cái da mấy chị, nó căng cái da quá nè cả nhà, nó căng bóng cái da. Cho nó lấy hết mấy cái nhân mụn rồi lên. Da em thì nó sẽ không có mụn bọc đồ này kia đâu, em chỉ có mụn cám mà em xài retinol nó hết trơn rồi, em xài về retinol nó hết trơn, mụn cám đồ này kia rồi mấy chị ha. Nhưng mà em chỉ có một cái vấn đề là nó bị tàn nhang hai bên má đây nè, chỗ này nè. Hồi xưa tới giờ em không bao giờ giấu mấy chị là cái mặt em á, là lúc trước á, là nó có mấy đốm đây nè, nó có mấy đốm tàn nhang. Mà sau khi hồi đợt đó mấy chị nhớ là em bôi cái chai bôi của bên mỹ phẩm gì skin skin, cái chai mà thuốc rượu đó, cái chai mà skin skin mà kêu sức bảy tám lần, nó sức cho mày chừng 10 ngày, bảy tám 10 ngày gì mà nó không bôi, không bong chóc gì trơn, mà cái mặt nó đỏ, nó sưng lên, cái em sợ đó mọi người. Cái tự nhiên cái em không xài được đó, mặt em không có bị nám gì trơn, tự nhiên xài cái đó xong rồi bắt đầu mặt nó bị nám luôn, mặt nó bị tàn nhang, xong nó nám quần xuống dưới đây. Nhưng mà mấy hôm nay em xức retinol rồi em xức kem nám đồ này kia chống nắng đồ, bây giờ nó đỡ nhiều, nhưng mà nó còn cái gì tàn nhang chỗ này nè. Mấy chị nhìn kỹ mấy chị sẽ thấy hai bên đây, hai chỗ này nó nè, thấy không, nè 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 đó mấy chị thấy không, nè đó, đốm đốm đó mấy chị, đốm đốm đây nè, đốm hai bên má. Mà em thấy đa phần có một số chị em nhà mình giống y chang em đi, có rất là nhiều chị giống em bị tàn nhang hai đốm 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 chỗ này nè mọi người. Thì để em hỏi coi, ví dụ như mình bôi một lần xong rồi thì cái tàn nhang này mình bôi một hai lần nữa nó có hết hay là không, và để em liên trải nghiệm thử coi nó có hết không nha mọi người. Tại vì nám đinh nám chân sau tàn nhang nó là một cái dạng nám chân sâu, nó nằm sâu ở dưới lớp biểu bì thứ hai của lớp da. Cho nên khi mấy chị muốn giải quyết đó là mấy chị phải bắn, mấy chị phải chiếu laser đồ sâu ở dưới này nó mới có thể hết, và phải bắn nhiều lần đó. Còn riêng peel thì như thế nào em cũng không biết nữa, nên em sẽ trải nghiệm thử trước coi nó có giảm được phần nào không. Nếu mà nó giảm được thì hên ok nha cả nhà. Nhưng mà thấy chưa, chân sức thấy nó căng cái da đảo nè mọi người, thấy không nè, da căng nữa vậy. Rồi để 3 4 ngày sau nó mới bong. Sức gì nè, sức một lần một thôi, sức cho nó ráo xong rồi sức lên lớp nữa cho nó chắc ăn. Rồi 3 4 ngày sau mấy mấy sức xong rồi, bình thường mấy chị vẫn dưỡng kem cấp ẩm bình thường, vẫn xài kem cấp ẩm, vẫn xài này kia bình thường ha mọi người ha. Rồi 3 4 ngày sau để coi nó có bong hay không. Rồi, có gì em sẽ quay tiếp cho mấy chị tham khảo nha. Em sẽ là chuột bạch xài trước cho mấy chị. Rồi mấy chị nhớ đón nghe đón xem nha mọi người. Bữa nay là thứ mấy ta? Bữa nay là thứ bảy ngày 5 tháng 10 2024. Đây để em chỉnh cái máy cho nó tối xuống cho mấy chị xem. Cho mấy chị xem ha. Đây, thứ bảy ngày 5 tháng 10 2023 24. Năm nay năm 2023 phải không? 23 24 chạy tôi quên rồi mấy bà. Tôi ghét rồi, tôi không, em ghét rồi em sao đâu, em không có nhớ năm nhớ ngày luôn. Đó bây giờ ngày 5 thứ bảy ngày 5 tháng 10 đi. 4 ngày nữa. Năm nay hay năm năm 23 24 thì hình như là 2024 vòng đúng rồi. 2024. Hồi như vậy em không có nhớ năm, năm nay năm thìn á, năm thìn đó mấy bà. Rồi ok chưa? 4 ngày nữa đi. 4 ngày hay là 3 ngày, nếu mà chừng nào nó bong lên á thì em sẽ quay cho mấy chị xem, còn nếu mà nó không bong á thì em sẽ hỏi lại cái bên chỗ bán hàng coi nó làm sao ha. Rồi chừng nào có cái kết quả ok nhất bắt đầu em mới up cái clip này lên, còn bây giờ là em chưa có up đâu, em chỉ quay cái giai đoạn đầu sức kem sức từ cái bill thôi. Rồi tầm 3 4 ngày sau nó quay lại cho mấy chị xem ha. Mấy chị ơi, bữa nay nó bong rồi nè mấy chị nè, mấy chị thấy không, nó bong li ti nè, 2 ngày hay gì phải không. Bữa nay là ngày 6 tháng 10 để em chỉnh tối là bữa em quay là ngày mấy quên rồi ta. Hình như mới mới xuất hôm qua hôm kia 2 ngày.
Bữa nay là ngày 6 tháng 10 nè, chủ nhật ngày 6 tháng 10 mấy chị. Ơi cái này nó mạnh nha, cái bill này nó mạnh nha mấy chị, nhìn nè. Nó bông nè. Thôi chị thấy không? Nè nó bông nè. Rồi ok, em để cho ông bữa. Cái này thì em thấy nó bông cũng nhẹ nhàng đấy mấy chị, chứ cũng không có giống như là nó lột lột bự bự to to. Nó cũng như bông một cái lớp mảng nhẹ 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 gì nè ha. Rồi em để trong bữa với hai nữa đi, rồi coi nó tình hình nó coi nó làm sao. Bắt đầu em liên sẽ hướng dẫn cho mấy chị cách sử dụng cái dòng trendinon hay gì, cái này gọi là trendinon phải không mọi người? Đó, thấy cả nhà ha, nó nghiêng về mụn nám nha mấy chị, nghiêng về mụn nè, vừa mụn vừa nám. Rồi ok, nó bông mà nè mấy chị, tối đang ngủ mà nó bông một cái lớp mảng nhẹ nhẹ, tối em ngủ mà nó bông, cái em nằm em gỡ hết trơn rồi nè. Bởi vì em gán ngồi dậy em quay cho mấy bà xem, có nghĩa là nó bông một cái lớp mảng nhẹ giống như thế này, chứ không phải giống như mấy cái loại bông kia mà nó sạm đen rồi nó lột lột bự bự, không có nha. Cái này bông một cái lớp mảng nhẹ nè mấy chị ơi, nè đó ha. Nãy giờ em nằm em gỡ nè mọi người, tại em sợ em gỡ hồi tới sáng cái nó hết trơn không có quay cho mấy chị xem. À, nó một cái lớp mảng nhẹ nên mình sức kem á, cái nó sẽ đi theo cái kem của mình đó mấy chị đó ha. Nè mình sức kem á, mình sức kem cái nó đi theo kem của mình nè mấy chị ha. Đó kiểu nó vậy đó mọi người, thấy cái này xài cũng im đó, xài cũng im nè mấy chị, nè thấy không, lớp mảng nhẹ nè mọi người, đó gì nè, đó gỡ lớp mảng nhẹ đó nè mấy chị ha. Nè đó, nó bông mảng nhẹ vậy nè mấy chị, đó nó bông mảng nhẹ nhẹ vậy nè. Ha, cái da mình nó giống như là cái da mỏng mà cái da chết vậy đó mọi người, đó nó sừ lên nhẹ nhẹ, mình xích kem cái mình gỡ rồi nó đi theo cái kem của mình nè mấy chị, thấy không, mình chà là nó sẽ theo cái kem của mình hết trơn rồi nè. Nè mấy chị ha, cái này em thấy xài im với mấy bà, nó không có ăn sâu vô trong da của mình nhiều quá, giống như là nó bông một cái lớp mảng nhẹ đi, rồi cái mai mốt cái chị sức nữa cái nó bông nữa rồi mình xài kem ha mọi người ha. Nhưng mà mấy chị nhớ là cái này nó mạnh lắm, mấy chị xài là mấy chị phải có một cái lớp kem dưỡng bên dưới nha, lớp serum, lớp kem dưỡng cấp ẩm bên dưới, chứ không có là không được. Và mấy chị sức ít thôi chứ không sức nhiều, sức nhiều quá cái da của mình nó sẽ hơi bị đỏ nha. Đó rồi ngày mai sáng em sẽ quay tiếp hướng dẫn cho mấy chị cách xài. Mới có 2 ngày đó mấy chị, hôm qua hay hôm kia gì em sức em quên rồi ha. Để em coi lại cái ngày em mới quay clip đó mọi người. Nè mấy chị thấy không nè. Đó mấy chị vào giống gì nè, cái nó bong lên hết trơn luôn. Rồi gán sáng đi rồi em sẽ quay clip cho mấy chị, chỉ cho mấy chị cách sử dụng. Em thấy ok á. Đó, em thấy ok mấy chị ha nè. À, đó mà có lớp màng nhẹ gì thôi, giống như là cái lớp da chết chứ không phải giống như là một cái mảng to gỡ to đùng thấy ghê rồi cái nó ăn sâu vô trong cái da của mình đó mọi người. Cái này không có nha, giống như là nó làm một cái bợn trên da mặt của mình đó mấy chị nè ha. Cái này em thấy im á mọi người, thấy ok, nó cũng không có nóng rát gì quá nhiều, nó rất là dễ sử dụng luôn mấy chị, không phải giống như những cái loại peel khác mà mấy chị phải sức một ngày 2-3 lần rồi nó nóng nó sưng cái mặt lên, rồi phải sức liên tục là 5-7 ngày 10 ngày nó mới bong được cái lớp da mỏng này. Không có, sức con lần một, bữa giấc tối em sức con lần một tới giờ đó mọi người ha. Rồi cả nhà ơi, bắt đầu tiếp tục ban ngày em liên lại sức kem thêm. Khi mà mấy chị sức kem ẩm lên á, cái da của mình á là nó sẽ giống như là nó bong theo cái lớp kem, kem sức lên nó mềm mềm đó mấy chị. Cái nó sẽ giống như nó lên mấy cái mảng nhẹ nhẹ, cái mình vuốt vuốt gì này là nó sẽ bong. Cái này thì mấy chị sức một lần thôi là nó bong một cái lớp mảng nhẹ, chứ nó không phải bong dày giống như những cái dòng peel khác nha. Nó bong một cái lớp mảng nhẹ tầm 4-5 ngày, khi mà nó bong hết rồi thì mấy chị mới sử dụng tiếp peel lần 2. Nhớ là cho nó bong hết rồi bắt đầu mình mới peel tiếp lần 2. Bình thường thì mình vẫn sức kem bình thường ha cả nhà ha. Rồi bây giờ em sẽ lựa chọn một cái dòng kem để sức, tại vì mặt em nó bị tàn nhang với nám đinh hai bên đây, nám chân sâu á cả nhà. Cái da nó căng bóng nè mấy chị, da nó căng bóng là cái này em chưa sức cái gì hết trơn á. Đây, đây là khăn giấy ướt ha,
đang dưới có nước đàng hoàng. Em lao cho mấy chị xem. Đó nè, lao là nó ướt cái lông mày luôn nè mấy bạn thấy không? Đó, rồi bây giờ em sẽ xúc nha mọi người nha. Rồi, bây giờ em sẽ lựa chọn mấy cái sản phẩm này để xúc. Đây, đây là kem nám Mela, còn đây là kem Toshuan gì nè. Dòng kem này nó có 5% emulsion dưỡng trắng. Thì riêng về nám thì mấy chị sẽ lựa con này. Còn riêng về chị nào mà cần dưỡng trắng thì mấy chị sử dụng con này. Con này nó vẫn hỗ trợ mờ sạm mờ nám, nhưng mà cái độ mờ sạm nám nó sẽ ít hơn. Nó nghiêng về chị thâm mụn, giống như là mụn mình bị thâm á, thì cái con này nó dưỡng trắng thâm mụn nó sẽ ok hơn nha. Nhớ, nhưng mà em cũng sẽ xài để coi nó làm sao cả nhà. Nói chung là những cái sản phẩm này đều được đánh giá 9,5 trên 10 hết trơn. Đó, cái này là skincare Hàn Quốc nha mọi người nha. Còn con này là con nám. Đó, sau khi mấy chị peel da, mấy chị nhớ là không sử dụng những cái dòng kem, những cái dòng kem có dạng peel nhẹ, giống như là kem Demisi hoặc là kem Medusi. Những cái dòng đó nó cũng là dạng peel nhẹ, nên là mình đang peel cái này mà mình đưa cái đó vô nữa thì nó sẽ quá mạnh so với cái làn da. Mấy chị lưu ý nhìn nó căng bóng nè cả nhà. Mấy chị lưu ý giùm cho em, khi mấy chị sử dụng cái dạng peel này, mấy chị phải có một cái dòng kem lót bên dưới, cái dòng kem cấp ẩm, dòng kem dịu nhẹ để mình lót bên dưới. Đó, tại vì khi mấy chị peel nó sẽ hơi nóng nhẹ nhẹ và rát nhẹ. Tại vì mình xức có một lần một, không phải giống như những cái dòng peel khác trên thị trường phải xức một ngày 3-4 lần rồi 5-6 lớp rồi xức liên tục 7-8 ngày, không có nha. Cái này mấy chị nhớ là thoa một cái lớp nhẹ thôi, một cái lớp mỏng nhẹ trước khi sử dụng. Thoa cho em serum B5 với lại cái kem dưỡng phục hồi của Pháp bên dưới ha. Thoa cho em serum B5, rồi thoa cái phục hồi của Pháp bên dưới, rồi sau đó cho em nhà mình sử dụng cái tép peel. Peel này của Ấn Độ, peel này là nó có thành phần là gentinon của Ấn nha. Cái này là có thành phần gentinon của Ấn, nó mạnh hơn là hằng retinol đó. Thì khi mấy chị sử dụng một lần, nó để 5-6 ngày nó bong hết rồi mấy chị mới sử dụng tiếp nha. Năm tùy heo da, 4-5 ngày, 5-6 ngày gì đó mấy chị cho nó bong hết cái da, bong nhẹ hà, giống như hồ mình kéo gì nè cả nhà, chứ không phải mà bong cái kiểu mảng bự đen thui tù lùi, không có nha mọi người. Và mình mới đầu sử dụng tiếp lần thứ hai đó. Và khi mấy chị sử dụng lần thứ hai rồi thì mấy tiếp tục nữa là mấy lần sau mấy chị muốn peel nữa thì cách 2-3 tuần mới sử dụng tiếp một lần. Nhớ giùm cho em, con này nó hơi khá là mạnh. Nó khá là mạnh nhưng mà nó không có gây ngứa, nó không có gây châm chích nhiều, nó chỉ hơi nóng nóng rát nhẹ nhẹ ha, hơi nóng nóng rát nhẹ thôi. Là em sử dụng là em mới bị hơi nóng nóng hôm qua là do em đi nắng á cả nhà. Em đi nắng về cái em thấy nó hơi đỏ đỏ, nó hơi nóng nóng, chứ bình thường ở trong mát ở trong nhà thì sẽ không có nha mọi người nha. Nhớ giùm cho em, mình peel xong, mình peel xức một cái lớp mỏng nhẹ thôi, thoa serum, thoa kem phục hồi, thoa peel lên, rồi xong rồi mình để cho nó bong hết. Bong thì tầm khoảng 5-6 ngày, 4-5 ngày gì đó nó sẽ bong hết tùy theo da. Và bong hết xong rồi bắt đầu mình mới peel tiếp nữa. Và nhớ là peel mình xức buổi tối cho em ha mọi người ha. Còn ban ngày với lại bình thường thì mình vẫn cứ xức kem dưỡng. Tại vì peel mình xức một lần xong mấy ngày khác mấy chị vẫn xức kem dưỡng bình thường. Rồi em sẽ hướng dẫn cho cả nhà mình cái bước xức kem dưỡng ha. Hàng ngày mình vẫn xức kem dưỡng dịu nhẹ bình thường để cho nó làm cái da của mình nó không có bị nóng, không có bị rát, để cho nó bong nhẹ nhẹ lên đó mọi người. Và sau khi mình peel nó bong 5-6 ngày rồi thì mình xức tiếp một lần nữa. Và sau khi xức lần thứ hai rồi thì mình sẽ giãn cách ra, chứ mình không có xức liên tục nha cả nhà mình nha. Giãn cách là 2-3 tuần mình đã xức một lần, nhớ giùm cho em, giãn cách ra nha mọi người. Và khi mấy chị được một cái nền da đẹp rồi thì mấy chị sử dụng đạt đến cái mức có cái làn da đẹp, hết nám hoặc là hết mụn rồi đó, thì mình ngưng cho em và mình có thể chuyển qua cái dòng retinol 0.5 ha. Retinol cái thằng này nó mạnh hơn cái thằng retinol, mấy chị có thể chuyển qua retinol dịu nhẹ 0.5 để dưỡng da, nuôi da căng bóng dài lâu đều được cho em, nhớ nha mọi người nha. Đó là cái bước sử dụng. Nhớ là cái hàng này nó mạnh lắm, mấy chị không có xức trực tiếp trên da, không có xức trực tiếp với lại không có xức hoài giống như những cái dòng khác một ngày xức 2-3 lần, không có nha. Thoa một cái lớp mỏng nhẹ thôi là ok, đợi cho nó bong hết rồi mới đầu mới sử dụng tiếp nữa. Nhớ giùm em nha, em nhắc đi nhắc lại để cho mấy chị nhớ chứ không gì chưa. Rồi bây giờ bắt đầu em sẽ sử dụng cái kem dưỡng, cái này là tép peel nè. Rồi bây giờ em sẽ sử dụng cái tép dưỡng nha.
Đúng rồi, em sẽ lựa chọn những cái sản phẩm dưỡng. Đối với những chị nào bị nám thì ban đêm mình xức kem trị nám. Đối với những chị nào mà cần dưỡng trắng thì mình xức kem dưỡng trắng. Ban đêm xức kem trị nám, ban ngày mình xức kem dưỡng trắng vẫn được luôn ha mọi người ha. Đêm xức dưỡng trắng, ban ngày ban đêm xức trị nám, ban ngày xức dưỡng trắng vẫn được cho em. Rồi bây giờ em sẽ lựa chọn bóc tem. Thêm một cái nữa là mới mua cái này để em cui đập hộp cho mấy chị xem luôn. Cái này em thấy có một cái chị hot TikToker rất là nổi tiếng, rất là nổi tiếng, bà bán cái sản phẩm này, bà nói là cũng là cái dòng kem dưỡng trắng trị nám mà giá nó mềm. Đó, em chung là em thấy cái gì mà ai quảng cáo hay ấy bà là tôi lại phái. em bán mỹ phẩm thiệt, nhưng mà khi mà em thấy ai đó mà người ta giới thiệu một cái sản phẩm hay, hoặc là thấy cái da mấy chị đó đẹp là em cũng mua về trải nghiệm thử mấy chị ha. Thì em cũng giống như mấy chị vậy đó, giống như là mình phụ nữ mà mọi người, mình thấy cái gì đẹp mà giá cả hợp lý vừa túi tiền vài trăm cành thì mình cứ mua mình sử dụng, nhưng mà mắc quá thì không dám mua. Giống như cũ mấy hai cũ hoặc bộ ba bốn cũ thì cái đó ngán tiền, còn riêng ngoài đó gì hai ba trăm đổ lại thì mình xài được ok nha mọi người nha. Đó, nhưng mà đối với cái sản phẩm nào mà nó chất lượng, cái này là cũng là bên skincare luôn, cái này cũng là skincare luôn nha. Thấy bà nói nghe hay quá, gì dưỡng trắng mờ sạm mờ nám mờ tàn nhang gì hay quá đó mọi người ha. Mà skincare hả, mà dòng skincare nữa thì mình thấy nó cũng an toàn, nó cũng ok, nên là em sẽ thử. Em cũng sẽ thử nha mọi người. Em là cái gì mà cái gì mà làm đẹp mà em thấy ai quảng cáo hay hay em cũng mua nữa, nhưng mà người này đang hot, chị này chị cũng đang hot nữa mọi người. Bà này bác cũng là một cái TikToker gì đó mọi người. Kem này là cái gì, tên tiếng Anh không bà, tên tiếng Anh không có chị, em đưa cho mấy chị xem đi chứ giờ em cũng biết đọc sao, em dở tiếng Anh quá mọi người ơi. Cái này kem Hàn nha mọi người nha, kem Hàn nhưng mà cái tên của nó viết bằng tiếng Anh gì em cũng biết đọc sao gì nữa. Aroni, nói chung là đọc theo cái từ em cảm nhận nha. Aroni đó, ok chưa đó, mọi người ha. Và cái dòng sản phẩm này là cũng nói là dưỡng trắng, cấp ẩm và điều trị nám gì nè mọi người. Khui ra thử. Và em hôm nay sẽ đập hộp hai cái con này để em xức thử nha mọi người nha, cho mấy chị xem. Đó, chất kem là dạng sữa chua, chất kem là dạng sữa chua. Nhưng mà Phan hãy xài con này, em xài con này trước. Em xài con này trước, đập hộp cho mấy bà xem vậy thôi chứ để đi. Tại vì cái này em chưa có thấy ai review, cái sản phẩm này em chưa có thấy ai review hết. Cái đó là em mua theo cảm tính của em. Cảm tính của em thấy bà đó nói nghe hay quá nên mua. Rồi bây giờ em sẽ đập hộp cái con này, con nám Melawi. Tại vì nó nghiêng về nám nè, để em xem cái này. Cái này thì được đánh giá là 9.5 trên 10, nên là mình sẽ sử dụng con này trước coi nó làm sao. Gỡ cái này ra sao nó có cái mẹt. Để xức thử con này. Cái bill này em thấy ok, cái bill này ok nha mấy chị nha. Nói chung nó là nó bong một cái lớp mảng nhẹ thôi. Cái này kem Hàn nha mấy chị nha, Melawi của Hàn đó. Chất kem cũng dạng sữa chua luôn mấy chị ơi nè, ha mọi người ha. Cái hũ kem đẹp quá, cái hũ kem đẹp quá mấy chị, hũ kem cực kỳ đẹp, cực kỳ mê luôn. Rồi bây giờ bắt đầu là các bước xức kem. Nhớ là cái này là mấy chị xức ban đêm kem nám, còn chị nào mà có kem dưỡng trắng nữa thì mình xức kem dưỡng trắng ban ngày nữa nha. Em thì ban ngày dưỡng trắng em chưa biết, em chưa chọn cái sản phẩm nào để dưỡng trắng ban ngày hết trơn. Bình thường ban ngày em hay xức cái kem đề Mezi này nè. Em đang bình thường là em xức cái kem dưỡng trắng này ban ngày để em lên em like với mấy chị á, nhưng mà hôm nay á là cái da em peel nên là em không có sử dụng cái dòng này. Em sợ cái thằng này nó mạnh, tại thằng này nó là bổ đôi của peel á mọi người. Nên là em chưa có sử dụng nó. Có thể là em sẽ sử dụng, một là cái thằng này dưỡng trắng ban ngày, hai là cái thằng này dưỡng ban ngày. Có thể em sẽ sử dụng theo mọi người ha. Nhưng mà trước tiên em sẽ hướng dẫn cho mấy chị cái cách sử dụng kem nám trước đi. Đối với những chị nào mà da nám ha, thì trước tiên mình sẽ, sau khi mình trong cái quá trình peel luôn, trong cái quá trình mình xức peel luôn, nó đang bong, mình vẫn xài kem dưỡng bình thường nha. Đây nó căng bóng da em nè mọi người. Đó, trước tiên là mấy chị xức cho em một cái lớp serum B5 ha.
xịt một cái lớp serum B5 bên dưới. Mấy chị xài cái này cho cái da của mình nó dịu nhẹ chứ nó không có bị khô da. Tại thường đa phần peel á, nó sẽ dễ làm cho cái da mình nó khô mọi người. Thường em hay ra clip dài là lý do sao biết không? Em dặn tới dặn lui, em sợ mấy chị không hiểu cả nhà. Nên là em hay nói tới nói lui cho nên thành ra là cái clip nó dài. Em sợ cho em nhà mình không có hiểu, em nói với chị không có hiểu được cái ý của em đó. Nên em cứ nhắc đi nhắc lại vậy đó. Rồi bây giờ trước tiên là thoa một cái lớp serum cách cấp ẩm nha, cho nó dịu da, căng bóng mướt da. Em mê cái serum này lắm, nó mát cái da với lại nó có cái mùi thơm nhẹ nhẹ và chất của nó đậm đặc và nó căng bóng mướt đã mọi người ha. Mấy chị có thể sử dụng serum B5 hoặc là serum HA đều được hết nha mọi người nha. Đó, hai dòng serum ha, serum HA cũng được. Rồi cho nó thẩm thấu, nó gút vô trong da mới sức cái da bóng. Ê, cái này bill đã quá mấy chị, mà giá thành rẻ đó mọi người. Giá thành rẻ. Giá thành vừa túi tiền, 150 hả mấy chị? Có 150 cành một cái test bill à. Là giá em liên em mua đó nha. Em mua đó. Giá nhập quá mọi người. Giá em liên nhập đó. Đó, xức một cái lớp cấp ẩm nhẹ cho em. Tại vì mấy chị phải có cái kem cấp ẩm chứ không thôi da của mình nó sẽ trời nắng này nè mọi người, nó sẽ hơi bị nóng nóng. Nó sẽ hơi nóng nóng. Chị nào mình có xài chống nắng thì mình xức cái kem chống nắng lên cuối cùng. Còn chị nào mà không có chống nắng thì mình phải che chắn kỹ nha mọi người nha. Che chắn kỹ giùm cho em. Em thì em ở trong nhà mát không mà em cũng lười xức chống nắng lắm. Em cũng lười xức chống nắng lắm mấy chị. Chị nào mà mình ở nóng, mà chỗ nào mà nắng nhiều thì mình nhớ là xức kem chống nắng cho em liền. Đó mấy chị xức nha, cho nó thấm vô trong da. Đó, thấm vô xong. Rồi bây giờ em Liên sẽ xức kem nám lên. Cái này nhớ là mình sử dụng ban đêm nha mọi người nha. Sử dụng ban đêm. Ủa sao cái kem này em nhớ là nó sẽ có cái độ nhắn nhắn lên. Rồi sao gỡ ra cái là gì ta? Em tưởng nó có cái nút nhắn nhắn chứ không. Để em cùi thử là nó có cái nút nhắn nhắn không. Đây, hình như nó mở mắt, mở nắp hai lớp đó mấy bà. Mở nắp hai lớp nè. Được quá anh ta. Nhắn nhắn, em thấy người ta hay nhắn nhắn. Đây, được rồi, đúng rồi. Đó, mình có thể gỡ cái này lên. Đó, cái này thì nó nhanh hơn. Và cái này thì gỡ cái này ra giống như vậy. Cái bắt đầu nó có cái nút đây nè. Gỡ cái nút chỗ này. Nhắn nhắn quá, cái này chắc cái kiểu gì nhắn nhắn. Ái da. Đó. Tự nhiên nó giật bẻ cái ngón tay, cái cắt cái đau quá nè. Nhắn cho nó xịt kem lên. Đó, em cũng phải cái kiểu nhắn nhắn này thử rồi. Lên thôi. Gì vậy? Không lên gì trơn vậy ông Hương? Không lên gì trơn. Nè lên nè, lên. Ơ, nè mấy chị. Nó chưa. Đó. Rồi. Sức. Sức. Ít thôi mấy chị ơi. Không có sức nhiều nha. Thơm. Kem này thơm mấy chị. Ê, cái mùi của nó mê nha mấy chị nha. Cái mùi nó mê á mấy bà. Nhưng mà em thấy mấy bà đừng nên xịt xịt dặn ra đại đi. Xịt xịt chi cho nó dính tùm lum hết trơn. Em thấy dặn ra xịt cho lẹ. Thơm. Mê. Cái mùi này nó mê, cực mê. Chị nào nhớ mình ở cái khu vực nào mà nó có nắng thì mấy chị xài thêm kem chống nắng nha mọi người. Tại vì cái da mình mới peel là cái da nó non á, mấy chị phải kỹ nắng nha. Chứ không thôi là nó hỏng da của mình luôn á. Phải kỹ nắng giùm cho em. Mê. Nha, cái kem này mê nha mọi người. Cái mùi dịu nhẹ. Em xức cái gì mà cái mùi nó dịu nhẹ là em chịu. Còn mà nó cái kiểu như nó hôi mà nó hôi gình này kia sao xài được mấy bà. Nhất là em sợ nhất là cái mùi sâm nha. Cái kem nào mà có cái mùi sâm nó nặng, nó nồng hay là em không xài được. Nó nồng cái mùi sâm quá nghe nó nhức đầu chứ không gì hết trơn. Hồi đợt đó em nhớ là em có bill cái chai bill của bên em Wikin gì đó mọi người. Hồi ô có sức một liên tục. Sức liên tục 7-8 ngày mà cái mùi của nó mùi sâm nhức đầu em muốn xỉu luôn vậy đó. Nhưng mà nó nóng mà nó sưng cái mặt của mình lên nha. Nhưng mà nó lại không bong nữa chứ. Nó không bong, sức liên tục mà nó lại không bong nữa mấy chị. Nhưng mà cái này, cái sản phẩm này đã nha mấy chị nha. Em sức bữa có một lớp gì đó mà nó, mà em sức, em sợ nó không bong giống như mấy cái sản phẩm kia. Bữa em có quay clip em nói với chị đó. Cái em sức hai lớp, bữa sau nó hơi nóng cái da mặt. Bữa sau nó hơi nóng cái da mặt nha. Cho nên mấy chị sức một lớp đều cho em là được rồi.
Điều em sợ tại vì bình thường mình cũng xài mấy cái dạng peel kia, thấy người ta chỉ sức đâu mày sức cho một ngày ba bốn lần mà sức liên tục 5-6 ngày nó mới bong cái da được, còn cái này không có. Cái này em cũng sợ giống vậy cho nên em sợ em sức người ta chỉ sức một lớp thôi em quất 2 lớp lên luôn đó, cho nên chị em nhà mình nhớ sức lớp thôi là được rồi mọi người, sức lớp thôi được rồi. Rồi nó để nó bong nhẹ 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 mấy cái mảng này là nó bong hết rồi, 4-5 ngày 5-6 ngày gì đó nó bong hết rồi, bắt đầu mình mới sức tiếp lần thứ hai nữa ha. Rồi lần thứ hai xong nhớ cho em mấy lần sau giãn cách ra đó, 2 tuần hết sức một lần, rồi tới chừng xong rồi giãn cách ra nữa 3 tuần hết sức một lần, và tới cái mức độ mà da của mấy chị á nó mờ nám hết rồi, nó hết nám nó hết mụn rồi đó mọi người, thì chị em nhà mình ngưng, mình không xài nữa ha, mình ngưng mình chuyển qua mình sử dụng cái con retinol 0.5 cho em để mà nó giữ được cái làn da căng bóng giống gì hoài, nó giữ được cái làn da căng bóng giống gì hoài. Mấy chị thấy không nè, mê chưa mấy chị, ôi đã quá, ơi ghiền nha, ghiền ghiền nghe mấy chị ha. Rồi cái này chắc em sẽ sử dụng ban ngày thử với mấy bạn, này em biết kem này chưa có xài không biết sao, nó thấy quảng cáo mê mê cũng mua về xài đó mấy chị. Cái nào mà em thấy ai quảng cáo hay hay là em mua. Rồi kết thúc clip này cho mấy chị nè, mới em mới hình như sức có 2 ngày là nó đã bong, tại hôm em gỡ hết trơn rồi đang ngủ á, tại vì mình sức kem giữ ẩm lên nè cái nó làm cho cái da mình nó bong bong lên, cái em nắm em cái mình nằm mình móc móc á mình gỡ 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 cái nha, nhưng mà nó không có bong mảng to như những cái dòng khác, nó giống như là một cái lớp màng nhẹ, một cái lớp màng nhẹ giống như một cái lớp da sần ở bên ngoài vậy đó mọi người, nhưng mà mấy chị sẽ cảm thấy được nó sẽ bong cho mấy chị ha, nó mình nắm mình gỡ nhẹ 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 lên như là cả nhà mình ha, có một lớp màng nhẹ thôi. Cái này nói chung là sản phẩm này em thấy nó khá là ok, nhưng mà mấy chị nhớ là mình phải làm đúng cách chứ mình làm không đúng cách, mình làm không có đúng cách xin lỗi mấy chị ha, em nói nó hay bị lẹo lử, bữa nay xem nói nó hay bị lẹo lử, mình làm không đúng cách là cái nồng độ của nó mạnh quá nó sẽ làm cho da mình bị nóng rát mà mình không có kỹ năng nữa, mình đi nắng nắng nó ăn nữa là nó sẽ làm tổn thương cho da. Nhớ là thứ nhất là mình phải che trắng kỹ, thứ hai là mình phải làm đúng cách, mình không thấy nó bong da đã quá cái mình cứ sức hoài không có nha. Sau khi nó bill lần một lần hai mình sẽ giãn cách ra 3 tuần, 2 tuần 3 tuần mình đã sức một lần, và đến cái thời gian da mình được đẹp rồi thì ngưng, mình không có sử dụng nữa, chuyển qua cái dòng dưỡng trắng, chuyển qua mấy cái dòng dưỡng trắng, hoặc là mình xen kẽ mình xài cái retinol nồng độ 0.5 nhẹ để cho nó nuôi cái da của mình. Con này nó giống như là cái thằng retinol 1.5 mà nó mạnh hơn retinol 1.5, nó là thằng chenchinon, cái kiểu nó là thằng đúng rồi, nó giống như là nó là chenchinon đó mọi người, nó mạnh hơn thằng retinol đó mấy chị ha, mạnh hơn retinol, nhớ giùm cho em retinol 1 chấm đó. Rồi ok ha cả nhà mình ha, ban ngày cũng vậy luôn, ban ngày thì mấy chị cũng sử dụng các bước giống như em, cái này là em sử dụng ban đêm, ban ngày thì mấy chị cũng sử dụng serum kem phục hồi, sau đó sử dụng cho em một cái dòng kem dưỡng trắng dịu nhẹ, dòng kem nào cũng được hết ha, dòng kem dưỡng trắng nha mọi người, cái này là kem nám ban đêm, ban ngày thì mình xuất cái dòng kem dưỡng trắng dịu nhẹ, còn nếu mà mấy chị ngán tiền mấy chị không có mua cái dòng kem dịu nhẹ, kem dịu nhẹ thì mấy chị có thể là sử dụng kem B5 hoặc là thằng này đều được ha, kem B5 hoặc là thằng này đều được luôn nha. B5 thì nó sẽ cấp ẩm nhiều hơn đó, còn thằng này nó nghiêng về kích trắng, nó nghiêng về kích trắng nhiều hơn quá chị nha, ban ngày sử dụng vậy, còn ban đêm thì serum phục hồi của Pháp và kem chỉ nám. Ok chưa, nó rất là đơn giản, trong cái quá trình bong là mấy chị giãn sức kem bình thường giống như em, trong cái quá trình này nó đang bong, nó chưa có bong hết, nó còn một ít ở trên đây nè mọi người, nó chưa có hết đâu, tại vì mới có 2 ngày à, tầm khoảng 4-5 ngày nó mới có thể bong hết, nhớ là để nó bong hết rồi mình mới sức cái hàng peel tiếp lần thứ hai nha cả nhà mình nha. Rồi ok mấy chị em nhà mình, có một cái sản phẩm nào mà hay hay nữa thì em sẽ review cho mấy chị tiếp. Chị nào mà muốn em sử dụng cái sản phẩm nào thì mấy chị cứ comment bên clip, hoặc muốn em đi hướng dẫn sử dụng cái nào thì mấy chị cứ comment bên dưới clip, em sẽ hướng dẫn cho mấy chị cách sử dụng nha. Bye bye mọi người, cảm ơn mấy chị rất là nhiều. Nhớ mấy chị hãy nhấn vô cái chuông để nhận thông báo khi em liên ra clip, chia sẻ like cho em, đăng ký kênh cho mọi người nha, tim cho em. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.